Rồi, chào anh em đã đến cái lúa miền Tây anh em ơi. Thì hôm nay em chia sẻ anh em cái miếng miếng 12 kg giống anh em. Đó, thì em tính dự định là ngày mai em sẽ phải phân là nấm anh em. Thì hôm nay em chia sẻ anh em cái kỹ thuật phải phân là nấm á, như thế nào á. Rồi mình nhìn lúa mình để mình vải á, cái vụ hè thu này anh em. Các nguy hiểm em nếu mình dễ á, nếu mình dễ dư phân á, ở cái giống lúa thằng OM18 này. Thì như thế này anh em ơi, giờ đi em quay dễ luôn đây nè anh em. Anh em nhìn cái dàn lúa anh em, bên đây nó cao bên đây một mặt luôn anh em ơi. Đó, bên người ta cao hơn mặt luôn. Bên ta 30 cái phân anh em ơi. Còn bên đây 15 kg này anh em ơi. Bây giờ nó còn màu như thế này nha. Nói chung nó vàng anh em ơi. Đó thì hiện tại bây giờ 30 ngày nè. Thì giai đoạn này mình có nên bón phân không, mình bón phân thế nào? Thì ở cái giai đoạn này em bón phân anh em ơi. Ở cái dòng này ngày mai em bón phân là nấm nghe thì nó ẩm như nào anh em, khui hai bữa anh em ơi. Nè, ẩm là khi là cái này nè anh em. Đó, nè, mình đè xuống nó còn mềm nè. Nó còn dính xình nè. Đó là thật ẩm nghe. Mình gửi cực đỉnh nghe anh em. Còn nó rất thưa anh em ơi. Đó. Thì ở cái kỹ thuật bón phân là nấm như thế nào nghe. Thì anh em nhìn đầu tiên á, mình bón phân á, là mình phải nhìn lúa anh em ơi. Đó là em chia sẻ anh em nghe. Đó, cứ nhắc này, nhưng mà cái lúa này em người ta càng cao hơn em, nếu mình tính ra cái đây là mình nhổ là mình đo lúa người ta cao hơn lúa em cả tắc anh em. Nhưng mà cái lúa này ở cái giải phân là nấm này, cái này tại mình 15 kg thì cái lượng phân nó còn ít, nên em lần này em sẽ vải em phải thêm 5 kg nữa này mày, cái phân là nấm. Tại vì nếu mà phải nước em sẽ phải 10 kg nha, còn cái phân là nấm này em vải có 5 kg anh em ơi. Đó, nhưng mà em vẫn trộn là hoạt chất bắt lô vô nghe anh em. Đó, hoạt chất bắt lô nhưng em chọn cái lượng nhẹ em tại vì cái dàn lúa mình nhìn nó không cao rồi, nói chung là nó không cao nghe anh em. Đó là cái lá lúa anh nghe anh em sực chịu rồi. Đó tại sao em vải nhiều, anh em nó vải cái nền nước nó sẽ đặc hơn, nhưng mà anh em để vải nền ẩm rất đặc, anh em chọn hoạt chất bắt lô vô nó rất cứng nha. Nó cứng nhưng mà trọng cái lượng nhẹ thôi, nhìn lúa để mình giải anh em ơi. Nếu mà lúa em dàn lúa em cao như bên đây nha, thì em sẽ phải nặng nha. Em phải 1 kg chứ 1.296 m³ 1 kg á. Còn nếu mà cái dàn lúa em như bên đây thì em sẽ giải nửa kg hoặc chắc bắt lô butadiol cho 1.296 m³ anh em. Để tại sao em đưa nó vô để cho nó kìm lại anh em ơi, nó kìm lại để cho nó phát triển chiều ngang thôi. Không cần chiều cao nữa anh em ơi. Đó, cái lúa này nói chung là tương đối được rồi đó, nếu mình không vải cũng được, nhưng mà mình sợ từ đây tới đó tới còn mười mấy ngày nữa nó sẽ vàng lắm, nó vàng hút cái bằng chanh luôn đó. Thì bắt buộc em sẽ vải để nuôi những cái để nuôi cho nó cái lúa nó mọc lên em ơi. Lúa bây giờ hiện tại nó mọc rất là bự rồi bằng ngón út em nè đó, nhưng mà em sẽ vải anh em, ngày mai em mới vải được, tại vì bữa nay em bận công chuyện nên em không vải được. Ngày mai em sẽ vải nha anh em, em vải một cái lượng nhỏ 5 kg cho 15 kg cho 1 công đó, mà em giải với trộn nửa ký hoặc chất bắt lô butadiol cho 10 công nha, nửa ký nha, cho 10 công 1.296 m³. Tại vì anh em nhìn thấy cái màu là cái dàn lúa này nó nói chung là tương đối nó cũng được rồi nè. Mà khi trường hợp khi em vải xuống vải cái lượng nhẹ đó, để cho cây có cái chất hoặc chất bắt lô nó kìm hãm lại cái chiều cao mà nó phát triển chiều ngang ở giải phân là nấm này anh em. Cái phân là nấm anh em giải, nếu mà giải đúng ok lắm, cực kỳ đẹp lúa, cực kỳ đẹp nha, nó là lúa cực kỳ đẹp dưới cây lúa rất mọc nha. Đó tuyệt là tại hiện tượng tại em thấy cái trời nó rất ngon anh em ơi, trời này nắng này là nếu mà giải xuống là rất ngon đó. Mình sợ mưa nhiều chỗ nó cho nhiều chỗ dày này anh em, cái này em dư ví dụ như giải phân á, giải lúa á, người ta giải qua văng qua giải lại nè, văng qua nè, nó nhìn chỗ nó cũng dày nè, thấy không anh em, gửi nó kinh điển lắm. Mà nó cứng lắm anh em. Bên đây nè anh em ơi. Bên đây nè anh em. Nó đè xuống cái ngã luôn rồi anh em thấy không? Có gà không? Là cái lơ dầu bù gửi nữa anh em. Đó thì hôm nay em cũng chia sẻ anh em là ngày mai em sẽ vải nha. Đó thì em vải cái lượng phân như thế nào nha. Thì đối với cái này á, em sẽ vải là nửa này nửa kia anh em ơi. Ví dụ 2,5 kg UG, 2,5 kg DB. Cho 10 là 1 công đó. Đó là 10 công là 1 bao đó. Là 25 kg UG, 25 kg DB. Cho 10 công 1.296 m³ nha, là 1 công 5 kg nha anh em.
đó, 1,5 kg nửa ký hoặc chắc bắt luôn anh em ha. Tại vì em không sử dụng người xài 2,4 nên em phải xài 2,4 như cái miếng mà 14 cái giống em có chia sẻ anh em á, thì có xài 2,4 là mình trộn với phân ha. Thì giải nước nên em giải cái lượng phân nó 10 kg. À, hiện tại cái miếng đó là 25 kg phân anh em. Thì cái miếng này em thấy cái lúa này nó còn vẫn còn ok lắm, nên em bắt buộc em sẽ giải cái chỉ 5 kg thôi nha. 5 kg, 5 kg phân nha, cho 1 công nha. Mà trong đó khi 10 kg, 10 công đó là em trộn nửa ký hoặc chắc bắt lô buôn cho anh nha. Nửa ký nghe anh em, em không xài 1 kg nữa mà em xài nửa ký. Tại vì mình thấy cái dàn lúa mình nó đã được rồi, nên cái mình nên sử dụng ít lợi chút để cho nó hãm lại, để không phải nó hãm, nó chỉ hãm lại nhẹ thôi, để cho cái lúa mình phát triển chiều ngang anh em, gắt dữ nha, để cho nó phát triển chiều ngang gắt mạnh nha anh em đó. Còn nếu mà cái bộ rễ mình yếu là khi mình đè xuống gì nè anh em, là nó không bật lên lại nha đó. Anh em đè xuống là nó bật lên rồi đó. Còn cái lúa lúa bên đây em, bên đây nè, em đè xuống nó sẽ xuống rồi. Thì đó, thì em chia sẻ anh em là do cái bộ rễ mình giữ quá nên nó đứng vậy nghe anh em đó. Anh em nhìn hai dàn lúa bên em thấp hơn khúc này. Mà nếu mà mình nhổ ra mình đo thì phía bên đây nó sẽ thấp hơn chừng cái tắc nè, phía bên em nè. Nhưng mà cái lúa mà ba giai đoạn 30 ngày mà nó cao kiểu này là cũng cao lắm bên em này. Em nhổ lên cho em xem rồi em đo cho anh em xem nè. Rễ này nè, nó mà cây nó bự nè, anh em xem nè, bự bằng út em nè, thấy không? Thì tới đâu đồng nó bự, hiện tại bây giờ mới 30 ngày anh em. Rồi em nhổ bên đây một cây, bên đây em cũng được cái bự bự cho anh em xem nha. Đấy, chứ mình so cây bự bự với nhau, nhỏ nhỏ với nhau. Đây là hai cây này nè, anh em có bự rễ này nè. Đó, anh em xem nè, nó ngang ngửa nhau nè, lá nó dài nè anh em, dài hơn bên đây khúc này. À, đây anh em xem bố này, dài hơn này. Nó như một cây lúa anh em xem này, to cầm điển không? À, bên đây nó dìm lép này anh em, bên đây nó phù cho bá luôn này. Đó. Đó. Còn bên anh em có thấy cái nhổ nó đứt không? Cái nó đứt này. Bên đây nè, đó. Đó. Thì cái gì những gì em chia sẻ anh em á, anh em xem bên dưới đây nó cũng gì anh em nè. Chỗ này mà nó hơi bị dày á, anh em xem rõ ràng nghe coi. Rồi cái ngày mai em sẽ trồng phân, thì em bữa nay em chia sẻ ngày mai em trồng phân rồi, rồi em bãi anh em ơi, cái nào em chia sẻ là em bãi à, rồi không mà em trồng em chia sẻ lại nha. Em trộn thuốc hoặc chất nào thì anh em nhớ cái kênh ngày mai em sẽ chia sẻ lại anh em nha. Thì cái lượng lượng phân mình xài là bao nhiêu, chứ tại cái mặt nụ lúa này em thấy nó cũng hơi tương đối, nó cũng cao anh em xem này. Thì anh em đo đi, nó hai tắc nè, 4 tắc nè, đó là tính đến 5 tắc rồi anh em, 5 tắc rồi. Nếu mà 5 tắc này mà nếu mà mình vải vô thì tới hình đình đồng nói chừng 5 tắc, 5 tắc 2, 5 tắc 3, tại mình sử dụng mình vừa khui khô nó phát triển chiều ngang không à, đầu nó nghĩ phát triển cái chiều cao anh em ơi. Thì em chia sẻ anh em thật lòng với anh em ơi, cái gì em làm được em làm trước rồi em mới dám chia, đã làm ok em mới dám chia sẻ anh em mà con à. Nhưng mà anh em xem cái lúa em nè, đó. Rồi em chào anh em mà con, chúc anh em mà con sức khỏe nha.